Chào cả nhà thân yêu. Chỉ còn mấy ngày nữa là đã bước sang năm mới. Lời đầu tiên trên video này, mình xin kính chúc đại gia đình bước sang năm mới luôn dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý, và năm mới sẽ đạt được nhiều thành tựu tốt đẹp hơn năm cũ nha. Hôm nay là ngày 22 tháng Chạp. Mình sẽ ghi lại một số hình ảnh về những cây cảnh và những cây mai vàng trước sân nhà mình để cho cả nhà xem cho vui nha. Lúc này cũng hơi bận công việc quá, mình không có đi quay video. Làm nội dung video này là cây nhà lá vườn nha. Có cây bông giấy màu trắng, đó là bông giấy của Thái Lan nha cả nhà. Bông giấy này trồng cũng hơn 10 năm rồi. Mình cũng chiết cho vòng vòng xóm hết là 7-8 cây rồi. Ở trên sân nhà mình thì mình có trồng đến 9 cây mai vàng. Con số 9 là con số may mắn, và cũng nhiều người lấy con số 9 để làm niềm tin trong cuộc sống. 9 cây mai của mình là mình chia ra thành 4 lần để lặt lá trong thời điểm là khác nhau, cách nhau có thể là từ 3 đến 5 ngày. Để khi mình nhìn thấy cái sân nhà mình từ ngày 23 đương 8 giờ trời cho tới ngày hạ niêu là mùng 7, kéo dài tới mùng 10, lúc nào cũng có những cây mai nở rộ. Có hai cây mai ở gần cửa nhà, nhất là mình sẽ cho hai cây mai này nở hoa trước. Một cây thì đúng vào ngày 23 nở rộ, và một cây thì đúng vào ngày 25 nở rộ. Để khi mình cúng đường bà nó có khí thế chút cả nhà. Hôm nay thì ngày 22. Ngày mai thì cây mai này nó sẽ nở rộ nha. Nhưng còn nhiều nụ như thế này sẽ duy trì được cho tới ngày 30. Và có thể qua mùng vẫn còn nụ để nở hoa. Mình đi qua cây mai sẽ trổ hoa rộ vào ngày 25 cho cả nhà xem. Mình chỉ cần lặt lá trên lệch có thể là 5 ngày. 5 ngày hoặc là 3 ngày. Vậy là cây mai sẽ trổ hoa trên lệch. Mà không cần xử lý qua là vật lý hóa học gì hết. Đây, cây mai này là để cúng đường bà nè cả nhà. Bữa nay 22, ngày qua nó cũng đã có chỗ lác đác rồi. Chúng ta có thể nhìn những nụ hoa, chúng ta có thể cũng biết được là cả 3 ngày nữa là cái như cây mai này sẽ chỗ rộ. Bữa nay là ngày 22, mà cây mai này thì có số lượng hoa đã nở khoảng cỡ 10%. Còn 3 ngày nữa nở rộ thì những hoa mà nở rồi thì vẫn còn nguyên vẹn. Ở xa xa gì đây thì cả nhà nhìn thấy rất rõ. Một cây ngày mai sẽ nở rộ, và một cây ngày 25 sẽ nở rộ. Còn mấy cây mà mình cho ra hoa vào ngày mùng 1 thì hiện tại bây giờ là chưa có một hoa nào. Mình đi xuống mấy cây mai sẽ nở rộ vào ngày mùng 1 cho cả nhà xem. Cây này là ở giữa sân là to nhất, là cây chủ đạo nha. Mình sẽ cho cây này nở hoa đúng vào ngày mùng 1 Tết. Đặc biệt là mấy cây này là từ ngày lặt lá tới giờ coi như là không có chỗ một cái hoa nào luôn. Chúng ta nhìn thấy nụ hoa, chúng ta có thể là cũng đoán biết được là nở vào dịp mùng 1, mùng 2, mùng 3. Cây mai này ở giữa sân lớn nhất.
Còn mấy cây mai hơi xa nhà chút thì mình cho nở hoa vào dịp mùng 7 hạ niêu, kéo dài cho tới mùng 10 nha. Mấy cây này thì nụ nó còn rất là nhỏ luôn. Mấy cây mai này thì từ ngày mà lặt lá cho tới bữa nay thì chưa có cây nào mà chỗ một hoa nào luôn. Chúng ta mà nhìn nụ thì có thể cũng đoán biết được là mấy cây này có khoảng hơn 10 ngày nữa mới có thể cho hoa. Cây mai lặt lá đầu tiên này cho nở hoa ngày 23 đường táo này, chỉ còn 15 giờ đồng hồ nữa. Chuẩn luôn đó cả nhà. Ở vùng đất của mình đây thì chân nước mặn nha, trồng các loại cây lâu năm mà cây nào cái rễ cái nó ăn sâu quá thì sẽ chết, bị nước mặn chết thì không có cứu vãn được. Mình đi ra ngoài đường lộ cái để cho cả nhà xem cái đường lộ làng 3 mét mới vừa làm xong nha. Tết năm nay sẽ đi thăm bà con vô tư luôn. Cây này là cây phát tài các nha. Cái phát tài này mà chỗ bông cái là cao khoảng 2-3 mét, trên 3 mét luôn. Khi chỗ bông mà mình thấy cầm cây là cột lại chứ không thì nguyên cây sẽ bị đổ ngã. Cây này thì ở xóm mình có nhiều người trồng, tới chỗ hoa mà không có cầm cây chịu lại thì sẽ lật nguyên gốc luôn nha. Ở xóm mình thì đường lộ nông thôn mới bằng bê tông cũng có hơn 10 năm rồi, nhưng chỉ có 1,5 mét thôi. Còn đường lộ được nâng cấp lên 3 mét thì vừa mới hoàn thành khoảng chừng hơn 1 tháng rồi. Hàng rào sân nhà là mình trồng bằng bông trang Đà Lạt đó cả nhà. Mình có tính thử là tổng cộng là gồm 650 gốc bông trang Đà Lạt đó. Bông trang Đà Lạt này thì chỗ hoa vào mùa nắng ở tháng 2, tháng 3 là chỗ rộ rất là đẹp luôn. Gốc của bông trang hàng rào thì cũng chỉ chung trung bình cái này, tính ra thì cũng rất là nhiều tiền luôn á nha.